Hello anh em nhé, đây, tiếp tục đến với con PVZ của Labrisa Typist level 18 nha anh em. Này, ui, con này mình trồng toàn apple với lại mình trồng chuối, xem có khác biệt gì không. Ra con khủng long bắn mòm mòm. Đấy, và ui, bắn khủng khiếp luôn. Cái quả táo này bắn đuôi tên lửa quá là đẹp. Ở đây có tận 4 quay. Anh em họ chơi tên tên tên. Ui giời. Đấy, sợ. Này, búp để lấy qua mình trồng hết cái hàng chuối. Chuối này đắt thế nhỉ. À, hình như là nó chơi cao kịp chứ không phải là chơi côn đạo. Chứ không phải là không đủ tiền. Mình sẽ trồng thêm một hàng tàu. Bên này khủng long đứng đợi cho động ái và ném. Ai chơi ra lận thế. Về cơ bản là súng này quá là mạnh. Đội hình Zumbai không kịp bò đến đầu bên trái luôn. Ui giời, bắn đỉnh luôn. Ai giời, con nào ra mà đi con đấy luôn. Mới được có nửa quay đây anh em ạ, mà gây như đội hình địch không tiến lên được nữa. Khủng long là một đàn là vì dã của nhà lưỡi luôn. Đồ họa đoạn này đẹp phết luôn. Ấy mà ui rồi ôi, quả mệt quá đẹp. Bom. Ít nhất là phải còn hai way nữa. Khá là lâu. Đấy, xà bắn đẹp này nhỉ. Bom. Đấy, xà. Bắn khét quét. Ok anh em nhé, đến nó quay cuối rồi. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em vào level tiếp theo. Quay bùi rồi. Cuối đẹp nha. Nói chung là quá đẹp luôn. Đấy, vẫn còn hai con nữa. Kia còn con như con khủng long kìa. À con tê giác kìa.